gì tắt nhạc quay trời. Nó quả táo đời không mà đâu có lợi đâu. Vô đi anh, tôi rồi. Rồi, ok, tôi cho sư phạm tôi Rồi, thấy à? rồi. Ok. Nhạc quà tấu mà đâu có lời đâu, tưng 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 mà mẹ tao ghét. Tao mở cái gì, ta mở quốc ca Việt Nam lên bây giờ đó, tiếng quân ca đi ha. Chú quân ca bị đánh không trời, chẳng biết nữa. Mọi người có nghe rõ không à? Ồ, chào anh. Rồi, lên rõ với anh. Tôi báo cáo với thủ trưởng. Ok anh, Rồi, thì đi chơi quá à, nói tới mình bên ngoài. và tôi cũng muốn nhấn mạnh cho anh một câu nữa. Nghệ An, Hà Tĩnh bây giờ là phủ xanh luôn. Anh thấy rõ ràng, tôi chỉ anh coi là trên xe thôi. Toàn bộ đó là cây xanh, toàn bộ. Không ai chặt phá rừng mà không ai là bị toàn bộ cây xanh cả. Mình thấy mình rất là ngưỡng mộ ở đó. Mà rất là xanh sạch đẹp nha. Xanh sạch đẹp nha. Đó, nó không rác không gì cả, rất là đẹp. Anh thấy cái đường làng không mà giống như phi quay vậy, đường làng cũng sạch đi nha, không phải cực kỳ là mình ấn tượng. Cái đó thì mình ghi nhận và cái đó mình cũng đã quay phim chứng tỏ cho mọi người thấy rồi. Rồi anh có muốn hỏi gì nữa không? Tôi Tôi thấy khai anh báo đi, này ta. tôi thấy anh đi đi với Nam Giang đó, tôi rất là mừng, tại vì anh biết không, cái chỗ quê của bác đó, tại nó nằm xéo, nó nằm Nghệ An, nó nằm ngay giữa đó. Ở giữa cái Nghệ An thì thiệt ra thì nó không có cái gì cả, nó chỉ có cái chỉ có cái, đó là cái nơi mà có cái ngừng khi người ta đi Còn một chơi cái điểm đây. nữa chưa đi, có nghĩa là nó nói là ở đây nó còn một cái chùa rất là lớn gọi là chùa Hương Tích, phải không Ok. ta? Phải chùa Hương Tích không ta? Không biết mà nó nói hôm qua mà cũng ở dịp nào đi ra ngoài, cái chùa rất là lớn, cái chùa Hương nó nhỏ xíu à. Đối với cái chùa này không nghĩa địa gì cả, nó còn những cái mà mình chưa đi hết được, nội trong cái Nghệ An không mình chưa đi hết được, thấy chưa? Rồi ngã ba Đồng Lộc nữa, ngã ba Đồng Trời Lộc cũng muốn đi nhá. ghé mà không đi được, Đúng tại vì tới gần tới giờ về rồi không đi được, rồi. tức ghê, tức ghê. Bởi vì mình phí là 2 ngày đầu tiên, 2 ngày đầu tiên là nó mưa tầm tã rồi, ngay cái chỗ đó nó cũng không cho khách tham quan vô, nó kéo cổng mà làm sao vô được, nó mưa tầm tã. Thế thì mình lỡ một cái chuyến mà đáng lẽ là mình đi đầu tiên, là tôi tính là trên đường đi á thì ghé ngã ba Đồng Lộc trước, là bởi vì trên trên cái đoạn đường đi về nhà đó mà đó, nhưng mà không đi được. Mình lừa lỡ hẹn, lần sau ra tức quá lần sau ra nữa. Ok rồi, thế rồi rồi anh muốn hỏi gì nữa không? Đi anh đi như vậy ra, anh ra ngoài nói như vậy là từ hôm hôm nay là thứ hai, hôm nay Thứ là chiều chủ sáu, nhật, thứ sáu à, ông chiều đi thứ sáu thứ bảy mưa ở lại, mùa chủ nhật sáng nhật về thì ok những cái clip rồi buổi sáng nhật thì nó không có mưa, tôi mới đi, tôi mới quay được đó yep. đó, chứ có là ngày đi ngày ở ngày về đó. Mặc từ dù từ cái anh có ra tỉnh không, anh có ra cái thị trấn không, ra chưa nữa, chưa có ra, chưa anh chỉ đi nữa có luôn. anh chỉ Đi những cái gì đi cái chỗ tôi nói với nó là à. mày cho bố đi những cái nơi nào tao cần đi, những cái điểm mà nổi bật của các nghệ tỉnh này, thí dụ như là bộ Trần ông Trần Phú rồi rồi xong rồi, nơi chưa là làng quê của bác này thì Nghệ An gì đó, mà cho tôi đi những cái điểm chính, còn những cái điểm phụ để qua bỏ qua bên, lần sau mày cứ đi qua cho tôi đi nữa tao tiếp tục. Chứ còn bây giờ cái thời Ha gian thì nó quá ha ngắn, ha, đúng rồi thời đúng gian thì rồi, nó quá ngắn mà mình đi lê thê la tha lít thích, một tuần lễ đi la tha lít chưa xong nữa, đúng nó rồi còn nhiều cái điểm đó nữa. đúng rồi. Khổ vậy đó. Rồi vậy vậy đó anh, nhưng mà tôi khoái đặc sản ngon, cái gì nó cũng ngon hết, từ con anh cá, anh ơi, cái đồ con gì cá mà tươi, tươi thức ăn tươi, nó ngon chưa nó tươi là nó ngon chứ không có anh, gì. tin không? Ở trong nhà này cũng có ao, nhà nào cũng có cái ao nhỏ nhỏ nuôi cá, và người ta thả cá cá tầm vô, cá tầm mà tự Cá bà tầm là cái cá tầm là cái cá mà con cá nó lớn mà nó đẻ trứng cá lớn đây nghe, một cái kia câu lên một con để mà đãi gia đình ăn là con nó 7 kg, đúng con rồi, lòng cá ấy nó to, nó con to. lòng nó 7 80, Wow. còn không là tôi nuôi cá chám, kêu cá chám cỏ đó, nhưng mà thực tế là còn cá chám là cá chám đen chứ không phải là cá chám kia, cá chám đen thì nó ngon hơn. Rồi nói chung là ngộ cái chỗ là cái gia đình của họ nuôi sống bản thân họ bằng cái nguồn tự cung tự cấp. Còn cá chấm cỏ thì nó ăn lá chuối, đeo nhà nào cũng có trồng chuối, ăn cái là cái gì cũng trong nhà nó quây quần, nó giống như kiểu là khép kín á, anh hiểu không? Khép kín á, có nghĩa là tôi nuôi gà
quá nhiều gà đẻ ra lấy trứng đó, thấy chưa? Nói chung là cái vòng lẩn quẩn, cái lấy đó để nuôi ta. Khỏi, thành ra hay bây á, giờ mà đi chợ đi bố bà bỏ tiền là thì không họ không không chứ quả họ từ từ khổ cung từ cấp, đúng rồi, từ cung rồi từ cấp xong rồi trái cây trong nhà lo là không phải lo bưởi là lắng, xoài, nói chung là tất không có phải lo lắng gì cả, đúng rồi. nó sướng không? Trời ơi khổ sướng lắm anh, khổ Mình cũng mừng thấy anh ra ngoài đó anh chơi vậy được, được vậy mình cũng mừng, mừng là tại vì anh cái quê của bác Nghệ An Hà Tĩnh là những nơi mà người xưa mà hồi mà nghèo lắm chứ anh. nhưng nghèo khổ tại vì núi mà đâu có cái gì đâu anh, người ta đồng ruộng thì ít mà cái dân Việt Nam của mình nữa là người sống bằng nghề là làm nông đồng ruộng, thành thử ra là rất là cực, cuộc sống rất là nghèo khổ. Nhưng mà bây giờ thì hết rồi anh, bây giờ rồi hết rồi, bây giờ thì hết rồi, bởi vậy mình mới thấy là cái điều là mà không phải một người, toàn bộ người dân ở Hà Tĩnh bây giờ đều khá giả, bởi vì cái thứ nhất là nhà nước nâng Nâng đỡ, thứ đỡ. hai là làm rồi nâng đỡ rồi tất cả những cái mọi mặt về để đời sống á, thì thủy điện nè, cái gì tháo nước, tức là lấy nước nguồn nước để tưới tiêu nè, nhà nước cũng lo nè, ruộng thì ban phát nè, nói chung là đường xá thì nhà nước cũng bỏ tiền ra làm, là từ vô thôn ấp làng xã gì nhà nước lo hết rồi, điện tất cả đều lo nhà nước lo hết, điện nó cũng rẻ và cái internet nó cũng rẻ bèo à. Khổ vậy đó, nói chung là mà ở đâu đó thì đa số là họ dùng Viettel, có trọng thu khoái Viettel, mình lơ quớ mình chơi Vinaphone lên đó tuốt tuốt luôn, ra ngoài xong ra đường là coi như không biết là làm gì cả đó. Rồi à, tôi báo cáo với anh là mua được cái cu đơ nghe nó cu Với đơ, lại tức cười của tôi đó. À tôi đôi dép à, à, cái đó là một, đó là một loại kẹo, đó là hiểu một loại rồi, kẹo à, rồi xong à, rồi một đôi dép ok, đó, thấy chưa? Ừ. đôi dép Rồi râu, đôi dép huyền thoại của máy ảnh đôi dép à. râu hiện tại. Ngày xưa đấy tôi thấy là hôm nọ tôi có coi một đôi mà cái quai của nó đó thì nó làm bằng Cái bằng bằng ruột bằng cái xe ruột á, mà ừ. thì nó là nó thẳng lắm anh, chứ mà tôi cũng có nhìn thấy mấy cái đôi dép mà nó làm, họ làm bằng cái gì ấy, mà cái dây nó tròn chứ nó không có thẳng, chứ nó không có như là cái đôi dép của anh á, là mình nhìn thấy là Cái này nó tròn không, cái cái này nó dây cũng mà tròn nè, cái này không phải nó là cái ruột xe tròn, đúng đâu, nó là cái cái gì này là như chứ, là là cái cái gì gì hoặc không biết, nhưng mà cái điều đúng quan ra trọng đúng là là nó tròn chứ nó không có thẳng, chứ nó không phải chứ không phải là từ cái trong trong cái ruột xe họ cắt ra. tôi nghĩ là cái này nó đã chế tác Chắc lai vậy lai đó, rồi chắc chắc vậy đó. là thôi mình không quan tâm trời, bởi vì cái này tiêu thụ quá đắt rồi, những người như tôi và như anh về Anh biết mà không, mỗi người lên một chiếc thì đúng rồi, sản xuất không kịp đúng rồi, đúng rồi rồi. ok, anh còn hỏi gì nữa không? Các bạn Rồi mình thì có cái ok. này này, có cái này tự nhiên tôi xúc động là cái lúc mà khi mình lên bộ thắp nhang cho cái ông tổng bí thư Trần Phú á, mình thấy nó có một cái gì đó mà mình cảm thấy nó làm cho con người mình trùng lại, bởi vì cái chỗ của ông ngôi mộ trên cái đỉnh ngay chỗ cái ngọn đồi đó mình thấy nó rất là đẹp, và mình thấy nó thiêng liêng quá, nó có tính cách là cái phong thủy đó, cái phong thủy cái chỗ của ông mình cảm thấy nó có một cái gì đó ấn tượng, có nghĩa là ở dưới chân của cái bức tượng đó là cả một dòng sông hay lắm anh, trên là núi ở Ông Trần chính. Phú là ông đó là ngày sau này là ông bị xử tử ở trong nhà tù ấy. À Ông mình cũng không lọc tiểu sử lắm nên mình không mình biết, cũng nhớ thì mãi mãi mà. mình có một anh chàng trong cái đoạn phim đó, có một anh chàng thuyết minh để cho Ok. mình biết những nhà đó, thì tôi có chụp hình với anh chàng đó với lại vào cái Có nhà thấy. lưu niệm cái nhà tôi hôm qua tôi nói anh đó là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là khi mà tôi vào phòng cái nhà lưu niệm mà để của Bác Hồ ở ở chỗ làng Sen đó, trời ơi mấy cái cột mà bằng gỗ nha, mà nó cất cái nhà lên, anh thấy tôi ôm không, thấy tôi ôm ôm cái tôi ôm mà không có hết, nó còn lòi trong khúc này nè, nó còn lòi khúc ôm cái cột á, kinh khủng chưa. Mấy cái gỗ đó là tại vì ở ngoài đó là Nghệ An Hà Tĩnh, nhất là mình Việt Tôi Nam gần mình họ Lào, tôi nghĩ là gỗ lấy mình Lào về là sao. mình nói là hồi hồi đó người ta nói là có cái rốn của cái rừng lim,
tức là À, lim, à, cái lim thì gỗ nó lim, khởi đầu cho lim, gồm gỗ gỗ lim, tức là nó kêu một cái rốn á, cái rốn tức là lim. nó khởi đầu từ đó rồi nó mới la mọc lan ra những cái những À. nơi xung quanh, cái rốn mà À thành 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 từ à. đó. Ngày xưa là lim rất là nhiều, và nó gì và nó mọc mọc từ đó, nó mọc ra kêu là cái rốn, rốn của lim là đó đó, thành thử À, là mặt khi thì mà gỗ, gỗ quý lắm anh, gỗ nó gỗ quý lắm. lim, anh gỗ lim là cái gỗ mà coi như là chắc nhất trong những loại gỗ của Việt Nam mình đó. Mà Lim thành ra cái dân người dân ở Nghệ, xứ Nghệ là hầu như họ chuộng gỗ lắm anh. Cái nhà nào mà khá giả là họ chuộng làm gỗ hết à, bởi vì cái gỗ nó không hề rẻ. Nó tính cách giống kiểu như là phân biệt là đẳng cấp á, nhà tao là nhà gỗ, nhà mày là nhà thường, thí dụ vậy. nhà À, xây, nó đúng rồi, nhà, nhà 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 gỗ mà anh, xây tại vậy. vì gỗ mà nó phải gỗ thì bao giờ nó đắt Rồi thôi khỏi nói là nhà cửa, xi nhà cửa ngoại thôi không cần không không bàn cãi. Ở trong cái diễn đàn của mình đây cũng thuyết trai gì người ở Nghệ An và người Hà Tĩnh thuyết trai, và họ đều có, nếu mà mình nói sai thì có người bắt lỗi, nhưng mà nếu mình nói đúng thì cho mình số 1 để mình biết là mình nói đúng thế thôi. Bởi vì tôi mới đi về, tôi mới đi về cầm biển mới đi về, tôi này đó, tôi mới đi về, tôi ở ngoại tôi mới về, tôi ở ngoại tôi mới về đó, thấy chưa. Anh đi ra ngoài đó cùng một lúc với lại cái ông đại sứ Hoa Kỳ Mark kỳ vừa rồi, Kỳ ông vừa ấy rồi chạy đi trước, chạy đi trước tôi, ông hôm đó anh chả nói tôi, thôi mày tôi nói chạy đi trước đi, tao đi làm sao đó, đáng lẽ chạy là anh hẹn với ra. ông hả, anh hẹn Đúng với ông là rồi bây giờ là tao ông đi với ổng rồi, nhưng mà tại vì tao cho ông đi trước được. anh.